Ông chim đâu? Thì tôi sẽ quay, quay để khách hàng người ta yêu cầu trước khi ấy rồi thì người như gọi cho người ta. Ai có cái gì đâu, ngồi hẳn xuống mà quay rõ ràng, làm đến đâu thì quay đến đấy cho người ta. Để đằng kia còn thua đồ kìa. Ok, con coi clip số 400 đã thuộc về chủ nhân mới nhá, bên xem bên đâu và báo cáo dương sang dương sang đây. Ồ, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, lồng lại rồi niêm phong này, các bạn nhìn này. Rõ khi gì à? Đó, một nhát, nhát nữa, nhát nữa ở bên hông. Chưa? Đang quay. Vẫn phải cái ai. Rồi, rồi, ok, ok, thế thôi. Cho vào trong buồng này này, các bác ạ, cho vào trong buồng cho nó khỏi. Nó nhỡ nó có sảnh tay thì nó không bị mất mất con chim nó các bạn. Đây riêng phiếu để làm viết phiếu chuyển chim nha, cả một sấp luôn đấy, mình cũng nhanh hết ghê. Đây là anh bạn ở bên xe miền Đông. Đuôi đó để xem mình đâu, để xem mình đâu, mình để vô đây đó, dán vào. Bây giờ là mình bắt đầu chuẩn bị gửi. Thế chiều nay là chiều thứ sáu thì sáng chủ nhật vào nơi. Quý vị các bạn yên tâm khi tìm mua những chú chim mồi, con này con mồi giọng còi ở clip số 400 mình đăng đã thuộc về một bạn ở bến xe miền Đông. Thân ái chào tạm biệt. Số điện thoại của bên mình là 0163 5305982. Họ chiếc lồng quả đào này đã được sang để chuyển chim đi. Và đây là hình ảnh con còi đây. Đó. Trước khi đi mình gửi chim và có niêm phong đầy đủ. Đó, niêm phong. Đó. Đây là cái băng đạn ghim.
lấy ra cặp vô. Rồi bây giờ mình ghim nốt hai cửa đường cho ăn nữa. À, chắc chắn hẳn luôn. Mấy giờ rồi kịp xe không ạ? Còn 10 phút nữa xe chạy qua. À, chuyển đi cái hộp đấy chuyển đi đi. Đấy, chuyển đi Bắc Linh với một cái chia xe. Còn cái này đi bên xe miền Đông. Đây, các bạn thấy này. Cái cửa này thì cửa hở hai cửa hông này. Và cửa bên kia này. Đó. Zoom lại. Đó. Đó, chim này. Bạn đuôi 007 thân mến nhá. Con này con còi nhá. Đấy, thao gửi cho bạn. Bạn chuyển khoản cho mình nhá. Thì mình để hai cống nước mùa này mùa hè để cống nước để ít bông đây cho nó khỏi sóng sánh, lúa bao nhiêu chắc đủ. Phiếu đây kể mình dựng cả cái cống nước sơ cua này nữa này. Cống nước này là cống nước trong trường hợp đổ lồng nó vẫn còn lơ đựng nước. 0163530982. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh Chim Cô Gái Hay của Thao trên YouTube và Facebook. Đó.